Lên đây bạn, lên đây. Tôi có gia đình rồi, một vợ hai con rồi. Chả phải là mình quỷ ẩn hay là như nào cả. Mình chỉ là tuổi hậu sinh thôi. Xã hội mình không có tuổi gì, mình chỉ là tuổi hậu sinh thôi. Nhưng mà anh em thích thể hiện, anh em lên đây. Em chào anh Sài Gòn Nắng nhá, em chào anh trai Hải Dương anh nhá. Em chào anh Sài Gòn Nắng nhá. Lên lại chim nói chuyện với anh em anh ạ. Mấy con lợn nó vào nó chảo nó chửi bới lung tung anh ạ. Hôm nay bực mình quá anh ạ. Em chúc anh nha, em chúc anh trai buổi tối vui vẻ nhá, anh Sài Gòn Nắng nhá. Đâu ra Tùng đâu? Trên đường với ra Tùng anh em nhá. Đang trên đường ra Tùng đấy. Đâu người em, đâu người anh em? Đây, bố. Bố mày đây, đi mẹ ôi, mày có lợn này. Cái đít con mẹ nhà mày nó ra Tùng ạ. À. Em ạ. À, em ở đâu em? Em cái đít con mẹ à, đít con mẹ. Mẹ mày sinh năm bao mày nhiêu? Đâu? Mày sinh năm bao nhiêu? Mày ở đâu? Bố mày á. À. Mày chỉ mặc ai? Ui, hoàng dương, mẹ à mày. Đít con mẹ mày anh em chú đó lúc bồi học của nó mày luôn. Mày nghe chưa? Cái đít mẹ à mày luôn đấy. Đít mẹ bố mày. Cái đít mẹ à mày luôn đấy. Mày thích nổi tiếng à? Mày thích nổi tiếng không? Bố mày nha, bố mày đít cần phải nổi tiếng nhưng mà bố đít vào mặt mày đấy. Đít mẹ à mày luôn đấy. Sao? Lắc bố mẹ à mày luôn đấy. Mẹ mày lắc đi với bố mày nghe chưa? Bố mày đi mẹ à mày luôn đấy. Người anh em ở đâu? Người anh em ở đâu? Bố mày đi mẹ à mày luôn đấy. Người anh em ở đâu? Đi mẹ à mày, bố mày đi mẹ à mày luôn đấy. Mày sao? Bố mày hỏi mày là mày ở đâu? Ăn đi, sao sao? À, hỏi gì bùi mà bố mày lên đây đi mẹ mời mãi mới lên. Ôi rồi, đi mẹ mày vàng bạc bao nhiêu nhỉ? Vàng bạc mày to nhỉ? Bố mày sợ mày quá, bố mày sợ mày quá. Bố mày sợ mày quá, địt mẹ mày luôn đấy. Tao chỉ nói mày một câu nha. Tao chỉ nói cho cái mặt mày một câu. Sao? Nếu mày là xã hội đoàn hoàng, mày là xã hội chuẩn. Sao? Mà anh em đoàn hoàng, riêng cái loại mày. Địt mẹ mày bố, thế mày nói tao ghét đấy, địt mẹ mày lên mà dạ đấy. Mày địt con mẹ mày biết bố mày đang tìm vào Facebook của bố mày không? Chúng nó chửi bố mày nghe chưa? Mẹ mày luôn đấy. Bố mày lên bố mày nói chúng nó mày nghe chưa? Mẹ mày luôn đấy. Cái loại mày địt mẹ mày mới vào ấy, thành một chậu chứ cái loại mày ấy, mày nghe chưa? Mày đi mẹ mày muốn bố mày đi mẹ mày luôn đấy, đi con mẹ mày cái bạn bố mày chỉ này. Đi con cho bố cái chỉ cái tạm lịch của tao cho bố mày cái mẹ chỉ mày đi mẹ mày cái thằng đầu cắt moi này cho bố cái địa chỉ đi mẹ mày nói ít thôi vãi lộn luôn đầu cắt moi đi mẹ em không phải làm gì cho bố mày cái địa chỉ bố mày ở khu hai Hoàng Dương Thanh Ba Phú Thọ đi mẹ thằng ra Tùng luôn bố đi cả họ là mày luôn đi mẹ mày luôn bố mày đi mẹ mày luôn đấy sao sao bố mày cái địa chỉ mẹ mày cho bố địa chỉ thôi kết bạn với tao kết bạn với tao này bố mày đầu moi đây này bố mày đầu moi đây này nhưng mà địt mẹ mày nhá gặp bố mày ngoài đời thật nhá gặp bố mày ngoài xã hội nhá mà đứng trước mặt bố mày mà nói tao đấy nhá địt mẹ mày xác định cho mẹ mày luôn mày nghe chưa mày đeo vàng này mày đeo vàng về cho bố con mẹ mày ngậm mày nghe chưa địt con mẹ mày đeo vàng mày lên đây mày thể hiện bố mày à mày lên đây thể hiện bố mày à địt mẹ à mày đeo mà lên đây làm cái gì mày nghe chưa địt mẹ mày địa chỉ của bố mày là khu hai Hoàng Dương Thanh Ba Phú Thọ nghe chưa sao mày nghe chưa sao bố trời ơi nói gì chẳng nghe gì cả sao anh em thấy chưa anh em thấy thành phần trẻ trâu mọi người sao anh em thấy thành phần trẻ trâu lên đây cho mọi người địt mẹ mày luôn nghe chưa cái loại mày ấy bây giờ lau vì mẹ mà ăn lau vì chất bãi lộn luôn đầu cắt ngoài chưa còn bố mày nói mày như này không mà tin mẹ áo lau vì đầu cắt ngoài bố mày không đủ tuổi đẳng cấp gì cả tất cả bà quan nhá 205 người đang xem cuộc bố mày đủ khả năng đủ tài cái mặt mày đấy nghe chưa của idol nhá mày cho bố mày địa chỉ xem nào đúng là tin mẹ mày đầu cắt ngoài áo Louis Vuitton mày đẹp trai bãi lộn luôn bố mày thừa nhận nhưng cái đẳng cấp của mày đâu có mày đeo vàng hơn bố mày nhưng cái đẳng cấp của mày đeo có bản lĩnh của mày đeo có không mày đang cả phim đấy mày đang nổi tiếng đấy đeo vàng hơn là đẳng cấp rồi ui trời kinh bản quá ui kinh vãi luôn luôn mày xem tất cả lũ quá mày nó chửi lũ quá mọi người phải làm mày sao mày mày cho bố cái địa chỉ thôi nha nếu mày dám bản lĩnh cho bố cái địa chỉ bố mày hứa tìm tận nhà mày luôn cho bố địa chỉ địt mẹ mà lên mà tìm bố cái bạn với bố gọi điện video cho bố bố địa chỉ bố đại quan luôn tất cả em ở trên này làm chứng luôn địt mẹ mà tất cả em trên này làm chứng cái địa chỉ của mày luôn bố mày tìm đến bố hứa luôn sao cho bố mày sao mày nhìn thấy bố mày rẻ rách à mày nhìn thấy bố mày không đeo vàng à mày nhìn thấy bố mày không tao chưa bảo mày rẻ rách mày cứ nói mày rẻ mày dám số mày rẻ lanh à mày đi địt mẹ này mày đi mẹ mày đi như nào mày rẻ lanh mày cứ nói mày rẻ rách mày là thằng rẻ lanh mày không bao giờ mày là thằng rẻ rách ok chưa tao không nói mày rẻ rách mày là rẻ lanh mày đã nghe livestream của bố mày từ đầu đến cuối mày đã comment từ đầu đến cuối chưa
Mà mày thằng Ôi mẹ của mày, tao vào lai tăng kinh khủng luôn đấy. Nghe bố. Mày là thằng trẻ lanh, không bao giờ là thằng trẻ rách, ok chưa? Không bao giờ là thằng trẻ rách. Đợi tao xỉa răng tao nói chuyện tiếp. Đau đầu quá. Bố mày hơi lãng phí thời gian để nói chuyện mày đấy. Đợi tao xỉa răng đi mẹ mày. Mày hơi lãng phí thời gian khi nói chuyện cái mặt mày đấy. Anh em ở đây xem đi con mẹ mày, anh em ở đây xem đít mẹ con chó này nó sống như nào anh em. Đánh cắp nói đâu? Bạn thấy tôi cái. Mày gọi tất cả các bạn ra đây xem nào. Mày gọi tất cả các bạn ra đây xem. Thôi nha, bạn chửi nhau vậy em muộn rồi, tôi đùa bạn tí thôi. Tôi vào tôi đùa bạn tí thôi. Bố mày à? Vừa nãy bạn chửi nhau quá. Bố mày à? Như không có nghĩa thì con mẹ mày không anh em nào quen thấy bố mày cắt lướt luôn. Cắt tỉnh luôn. Mày nghe chưa? Bố mày tuy nhỏ nhoi nhưng mà không phải là không anh em nào quen thấy bố mày. Bạn đây tôi kinh bạn vãi lòn luôn, bạn đúng thánh mõm rồi đấy. Bố mày thánh mõm. Bố mày thánh mõm mà bố nổi địa chỉ cho mày á? Khu đại Hoàng Cương Thanh Bà Phú Thọ. Con mẹ mày nghe chưa? Mày nghe rõ chưa? Tôi xin lỗi, tôi kinh bạn quá. Thôi bạn làm nhất nhá. Xin chào bạn làm nhất. Mẹ mày cho bố chỉ. Cho bố chỉ.